Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một tác phẩm mà đã chế cách đây một tuần. Tác phẩm này mình chế khoảng một tuần. Đây là chiếc điện thoại của hãng Motorola, không có xài SIM. Mình chế tác nó lại là xài SIM và phải giữ được chính chất cổ của nó. Cái điện thoại này thì rất là nhiều chức năng. Mình có thể coi phim trắng đen được nè. Mình có thể ghi âm cuộc gọi được nè. Mình có thể trả lời cuộc gọi tự động được nè. Và mình có thể hát thẻ nhớ được luôn, hát nhạc được luôn. Đây, đây là thẻ nhớ. Các bạn không tin phải không? Thì bây giờ cho các bạn thấy đây. Bây giờ mình mở nguồn. Tắt đi. Rồi mình mở lại. Ok, bây giờ mình mở lại. Đó. Nhãn hiệu Siemens là nhấp nháy và con... con 33 đang tung tăng trong nước. Ok, mình xác nhận mở máy. Ok, bấm gọi thử có xem nào. 900 gọi. Kê gần lại cho các bạn thấy nha. Lò phát rất là lớn. Đi. Và mình có thể hát nhạc được nè. Ok. Các bạn nghe tiếng nhạc chưa? Mình có thể tăng giảm volume từ đây. Đây là nhỏ volume, lớn volume. Bấm giữ luôn. Có thể chọn bài nhạc được. Bấm vào đây nút chọn bài nhạc. Ví dụ mình không thích bài xót xa thì mình chọn bài tình mẹ đi. Tình mẹ. Ok. Play. Ok. Đây. Đây là cái tác phẩm hoàn hảo mình đã làm trong vòng một tuần, và xin giới thiệu cho các bạn ở bên trong của nó luôn để cho các bạn chiêm ngưỡng. Thì chiếc điện thoại này được tháo rất là dễ dàng, mình có thể tháo một tay mình quay, một tay mình tháo. Đây, rất là dễ dàng. Chỉ có một tay thôi mình có thể tháo ra được cái chiếc điện thoại này. Đây, đây bên trong. Ồ, rất là hải hùng. Chiếc điện thoại này được chế từ hai cái pin laptop. Cái cell laptop và một cái vi mạch này để ổn áp do của hãng Nokia cung cấp. Đó là cái đốc sạc. Mình lấy từ cái đốc sạc của 8x8 để làm mạch ổn áp cho nó. Ở đây có cái đèn, khi mình cắm vô sẽ nó báo xanh, nhưng mà khi nó đầy nó sẽ báo là đỏ. Đây là thì hai cái cục pin này nè, nó có thể xài cho cái máy này khoảng từ 15 đến 20 ngày. Ok, còn đây là quy mạch rất là chằng chịt. Mình nói ở đây có một cái hệ thống âm thanh, mình dùng một chip âm thanh. Một chiếc âm thanh này được cung cấp bởi một cái mạch chip của cái hệ thống loa mini này. Con chip này rất là nhiều chân và đường dây nối từ chip vào bộ mạch. Trên đây có hệ thống volume chỉnh sơ lớn nhỏ của hệ thống phát ra công suất. Đây là hệ thống anten và loa. Còn đây là jack volume. Đây là thẻ nhớ, mình có thể linh động mà lấy thẻ nhớ ra chép nhạc được từ cái khe hồi nãy mình chỉ đó. Đây là cái bo mạch sim.
lấy ra vô rất là dễ dàng. Đó, tác phẩm này xong trong vòng 1 tuần và chia sẻ với các bạn. Rồi sau đây mình up lại. Tất cả các chức năng hoạt động trở lại. Các bạn nhìn thấy rõ không? À, đây là cái nhãn hiệu Siemens hiện lên. Giờ mình mới buông lại. Rồi, xác nhận mở máy. Rồi, bắt đầu mình án nhạc thử xem nào. Ok. Giới thiệu cho các bạn coi một cái tác phẩm của mình vừa mới chế tác. Hẹn các bạn một dịp khác, mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng một tác phẩm khác có tính độc đáo hơn. Và bây giờ tạm biệt các bạn. Ok, xin chào các bạn.